ăn ra gặp mẹ toàn một hai thì mẹ mới trả được mà. Chú phải sắp sắp được bài cho này mang ra này mang đi đấy đấm nhau rửa thay đi mẹ nha nào đi lượm cái Anh có đi chơi không? Chắc có đi rồi. Đi du lịch không? Hai ngày đi rồi. Không biết, chắc có đi mình. Nó cho con nó đi đâu mà. Không bao giờ cho đi hả? Thoải mái, có mở khách nó chuyện gì? Dạ, nó nè. Giang chắc tối nay còn nhà ông Giang. Bon, ông chăm đến ông năm đến ông biết được bon mình ông có quyền hay không? Ông có quyền. Giang mới chơi nó. Anh có rồi lấy tao cũng được mẹ. Anh mập với em đâu biết chơi đâu. Nói nữa chơi kinh quá. Mập á. Chỉ chơi mà tiến lên thôi. Chuyên tiến lên. Sao? Bọn ấy chuyên tiến lên mà. Chuyên tiến lên hả? Ừ. Thế bọn đúng quá, vừa đánh bài tiến lên một phát hết 500 ngàn nhật ạ. Anh kia ba lưu thông chặt ra. Thằng kia đè ba lưu thông lên. Anh đè ba lưu thông lên. Tụ mắt thằng kia đè ba lưu thông lên. Do gì? Em nè. Kìa nó quýnh á. Theo. Bỏ dòng hết rồi. Thằng kia quýnh tới quý. Thằng kia tê tê. Tê tê. Sao tan lại. Bỏ ra sao. Bỏ ra thăm lên. Cái này là cười khá đâu mà. Đùa quá đã. Vậy bỏ ra thông nó đè. Vương nhé. Tê tê. Tê tê. Đùa nó vỗ vỗ ai. Mấy được không? Dập lên bố thông nữa rồi tự nhiên mình tiêu diệu luôn rồi. Tự nhiên tính tiền ra là hết. Còn cái chịu rồi đó.
Thấy ăn được hai thằng ba con heo nó đủ má, thương đau rồi rồi, hàng cao chứ, hàng người quê đập luôn, đập cái gì, đâu không có được quý, đè, 800 ngàn. Bọn Vương ấy đánh bài, Vương mà đánh tiến lên bình thường mà. Chứ anh em mình hay sang bên ấy Đồng Tâm chơi nhỉ? Bỏ ấy hả? Cái IP à? Đâu hết chưa? Có rồi nè, đang chờ anh với anh Vương nè. Chờ anh với anh Vương nè. À, làm đi liền nha, đang ở trên quán cà phê tam giác nha. Đánh hiểu không? Làm gì nữa? Đang uống cà phê tam giác đây.
Văn Gori. Văn Gori. Hay không? À. Chơi nó hay. Này lần mới em đi mất. Ừ. Mà có quan mới chơi game. Ờ giống mới vừa giống lên gì ta? Đồ ta nên mình tí đúng không? Đồ ta đúng không? Giống thôi. Cá chết. Thương năm Thank you.
thua mười mấy triệu thu nhập. Nào đâu mà thấy. Đấy, thằng ấy là anh đi ở đây sao má bài như anh biết liêng là anh biết hả ừ. Thương nhiều ấy Tết ăn được 6-7 triệu mà Tết ăn được 4-5 triệu 6-7 triệu đến qua Tết thua bình thường thằng thua đánh bài mà bài bài Mau được rồi.